Thưa quý vị và các bạn, người Thái có câu dân ca không xòe không vui. Múa xòe là một trong những nét văn hóa đặc sắc của người Thái. Cho nên từ các tỉnh phía Bắc và Đắk Lắk lập nghiệp, họ vẫn lưu giữ và phát huy điệu múa truyền thống để làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần trên quê hương mới. Khi tiếng nhạc inh là ơi, sao nọ ơi vang lên, không phân biệt già trẻ, gái trai, người trong thôn hay du khách cũng có thể tham dự múa xòe. Vì người Thái quan niệm múa xòe phải vui, càng đông càng vui. Càng vui thì cây cối càng đơm hoa kết trái, mùa màng bội thu. Không khí rộn ràng của múa xòe làm cho mọi người quên đi những mệt nhọc thường ngày, cùng nhau cười vui và hòa mình trong những điệu xòe duyên dáng. Nó đem đến một cái đoàn kết của tất cả các dân tộc. Cái ngày đó là đến gặp nhau để mà giao lưu những tiếng nói, tiếng cười và những cái nét đẹp phong phú với những cái điệu xòe. Cho nên là chúng tôi cũng rất là muốn giữ gìn cái bản sắc này mãi mãi đến thế hệ sau. Không chỉ là điệu múa phổ biến và đặc sắc của dân tộc Thái, múa xòe còn là biểu tượng của tình yêu. Từ tình yêu cuộc sống lao động đến tình yêu đôi lứa, nên người Thái thường tổ chức múa xòe trong hội xuân, hội mùa và ngày cưới. Những điệu xòe đó là những dịp vui, như là vui được mùa là mùa lúa nương về cũng là có múa như vậy. Và đặc biệt hơn nữa là mùa lễ, mùa Tết. Với lại có cái chương trình hạn khuống, gọi là hạn khuống, là coi như là để có một cái sân chơi để trai gái đến để chơi. Hiện nay, người Thái sinh sống trong tỉnh Đắk Lắk còn lưu giữ khá đầy đủ 6 điệu xòe cổ, đó là hằng khiến, là nắm tay nhau đi vòng tròn. Điệu hằng khắn mời lẩu, nghĩa là nâng khăn mời rượu tỏ lòng yêu quý và mến khách. Điệu phá xí là bước 4 thể hiện sự đoàn kết, điệu đổn hốn tức tiến và lùi, điệu nho khăn tức tung khăn và điệu ỏm lọn tốt mư tức vòng tròn cổ tay thể hiện sự luyến lưu biện rịn lúc chia tay. Múa xòe cộng đồng thì vẫn lưu giữ và duyên luôn coi như là truyền bá để cho con cháu mình học theo để không mai một đi. Đến với cao nguyên Đắk Lắk, du khách không chỉ được nghe tiếng còng, tiếng chiêng, ngắm cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ của đại ngàn Tây Nguyên, mà còn được trải nghiệm bản sắc văn hóa dân tộc Thái với những món ăn hấp dẫn, những vòng xòe ấm áp như lời mời gọi, níu bước chân du khách gần xa.